Hello tất cả các bác đã đến với kênh Audio 77 nha. Thì cái nội thất của cái dòng loa RCF này thực ra mà nói thì cũng không cần phải quay quá là nhiều nữa rồi, đúng không? Thì ngày hôm nay em cũng đang ghép cho các bác khách một cái bộ dàn. Đấy thì cũng tranh thủ là cũng quay cho tất cả các bác xem cái nội thất của đôi loa này trước khi mà em đi vào cho tất cả bác cùng cảm nhận một cái tiếng mic của một cái dòng loa Audio Power sử dụng toàn bộ 3 tép của RCF, sử dụng tép và tép neo các bác nhá. Đây nó chỉ trang bị cho mình một quả tép neo nhôm, là nhôm đúc. Đấy, nhôm là họng nhôm đúc các bác nhé. Đấy, với cái model của tép là ND350. Đấy thì hiện tại với những cái đôi loa này nó cũng gần như đi về những đôi về cuối rồi, và thương hiệu RCF thì các bác biết rồi, RCF này nó chưa bao giờ nó là một cái gì nó hết hot cả. Lúc nào về RCF mà đặc biệt những cái dòng xịn sò này thì lúc nào nó cũng là một cái tầm và cái chất lượng. Ngày hôm nay có một bác khách đi từ rừng thông vào trong đây thì cách đây khoảng 20 cây. Đấy, khoảng 18, 19 cây gì đó. Đó, để vào đây để ghép một bộ dàn như vậy. Thì tổng bộ dàn của bác ấy là 23 triệu 300 các bác nhá. 23 triệu 300. Đấy, một lát nữa các bác sẽ cùng vào trải nghiệm chất âm với cái dòng loa này cùng với em các bác nhá. Trước khi vào test nghe chất âm của cái dòng mic của cái đôi loa này thì các bác xem cái phần nội thất. Em sẽ quay lại cái phần nội thất cho tất cả bác cùng xem. Đây là quả bát của RCF, ok chưa ạ? Đây là bát 30, dòng loa full 30 các bác nhá. Với công suất của nó, RMS của nó lên tới 600W cho một quả. Khá là đẹp. Thì họng của nó là họng nhôm đúc đây. Phân tần của em ở đây các bác này. Đấy, phân tần thì sử dụng những con tụ MKB rất là chất lượng và đẳng cấp luôn. Cuộn cản này nó sử dụng lên tới 3 cuộn cản cơ các bác nhá. Đấy, 3 cuộn cản khá là đẹp và chất lượng đúng không? Một phải nói là một đôi loa với một mức giá là 13 triệu 8 thì em nghĩ là nó cũng không quá cao cho một thương hiệu tới từ RCF đúng không ạ? Hay là những cái dòng loa, phải nói thật sự với các bác là bây giờ những cái dòng loa mà trang bị những cái bát tép RCF là bây giờ khá là nhiều, tại vì bây giờ gọi như là cái thị yếu của khách hàng, nhu cầu của khách hàng, nên là bắt buộc họ phải chạy để theo kịp cái xu hướng của tất cả các khách hàng. Ví dụ như những cái dòng sản phẩm của Audio Power họ cũng có thể sản xuất ra những cái bát, sản xuất ra những cái tép riêng cho họ. Đấy, nhưng mà họ vẫn chọn những dòng RCF để họ ráp vào để phục vụ cho tất cả các bác những cái tín đồ của RCF. Với con này thì chắc chắn là nó là dòng dâu ngược rồi. Đấy, cộng trừ nó sẽ là dâu ngược rồi đúng không ạ? Đấy. Và bây giờ em sẽ cho tất cả các bác cùng trải nghiệm cái chất âm của anh nhá. Thùng này là thùng cân, ok chưa ạ? Thùng cân. Ở đây bây giờ các bác cùng vào trải nghiệm cái chất âm cái tiếng mic của cái dòng loa này, xem cái độ bay và cái độ tuyệt vời nó như thế nào các bác nhá. Đây, ngồi khá là gần luôn nhưng mà phải nói thật sự các bác là không hề rú hề rít một cái gì hết. À đây, bây giờ mời các bác cùng trải nghiệm tiếng mic với dòng loa RCF Audio Power này cùng với em. Buồn nhìn dòng sông đâu rồi bao kỷ niệm ngày xưa hai đứa mình cùng đùa vui ngoài hiên, chơi trò chơi trốn tìm em hồn nhìn tóc mềm ta còn thuyền dây trôi lênh đênh cuối sông. Rồi tan tôi đầy em lối hẹn đò đưa sang bên rồi ngoài trời mưa còn rơi nên lệ khô héo rồi tâm hồn anh rối bời những câu thề được ngày trôi xa bên trong
Thiệt đời hơn tôi tan, tôi đầy em lỗi hẹn, đò đưa sang bên rồi. Ngoài trời mưa còn rơi, nên lệ khô héo rồi, tập hồn anh rối bời. Nhưng cầu thề ước nay trôi xa bên xưa, đồng sông lặng lẽ lưa thơ đôi cánh bèo, chạy mình thật nghèo, để rồi một chiều mẹ cô liêu đến trong lòng. Setup một cái bộ dàn với có dòng loa audio power. Con này sử dụng toàn bộ 3 tép của RCF nhé. Con này sử dụng dòng tép neo với ghép cho một con đẩy JD và một combo của mic và vàng TB. Đấy, bác Hách đây. Đấy, và bây giờ thì bọn em sẽ chuẩn bị đóng gói để cho cái bộ loa này lên đường. Chung là quá là ok cho một cái bộ dàn rồi, đúng không ạ? Đấy, bác nào muốn phối ghép những cái bộ dàn như vậy, liên hệ ngay với bọn em theo số điện thoại em để phía dưới màn hình các bác nhé. Cảm ơn tất cả các bác rất nhiều ạ. Xin chào tất cả các bác.